Chào các bạn, mình là Siêu đây. Bây giờ mình quay về cái xà lan cho các bạn xem nha. Clip này quay về xà lan chở đá nè. Thì thường họ chở đá hoặc là họ chở về xây dựng thì cái sức chứa của nó là đón thôi nha, là trên 100 tấn. Xà lan này chiều dài là 20 mấy mét lận. Đây vàng là chở đá, sức chứa của nó nhiều lắm mấy bạn, trên 100 tấn. Thì đá này là từ đâu? Đá này là từ ở cái mỏ đá ở bên Hòn Sóc á, Hòn Sóc của thị trấn Hòn Đất nè. Thì họ xây nhỏ xong rồi họ bán đá 34 này nè. Đá này là gọi là đá 34 về cho những công trình vật liệu xây dựng. Rồi nói chung thì họ làm bê tông. Đó, xe ben nè. Xe ben đổ vô xuống cái đó. Xong rồi bây giờ mới đổ ra đây. Đó. Nhiều khi những cái chiếc xà lan này nè là họ chở mướn hoặc là họ mua những vật liệu xây dựng này nè, họ mua đá này nè đem về mấy cái tỉnh như mấy cái vùng mà không có nhiều vật liệu đá này nè để bán lại cho học hầu xây dựng. Chiếc này gì đây? Chiếc này là chiếc ghe này, ghe gỗ. Nó chở không biết chở gì, nhiều khi chở cát hoặc là chở xi măng hoặc là chở đá không chừng. Tôi làm quá mừng. Giờ đổ xuống đó, rồi xong cái máy truyền á, nó mới truyền ra bên đó, đâu có cần tốn sức đâu, cứ đưa vô thôi. Hồi xưa thì tốn sức. Cái này chiếc đẹp chở 3 máy cày máy cắt như này. Hồi xưa thì tốn sức người, bây giờ dùng sức máy thôi. Tưới nước vô cái phần đó, tưới nước vô bên để ta họ tưới nước phun nước để tránh tình trạng khi bên bụi bặm văng nhiều thì cho nên bớt cái phần bụi bặm đi để môi trường họ không có bụi bặm nhiều. Mình làm video này mình nói hơi bị không được cho trải cho lắm, tại vì mình làm thì mình tập làm thôi, cũng có quen nhiều mấy các bạn thông cảm nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi nha. Nghe này, nghe xà lan nhiều khi ta chở này ra Phú Quốc không chừng nữa, chở đá mới đá nè ra Phú Quốc để dành cho những cái công trình xây dựng lớn đó. Mấy chiếc xà lan này cũng bên đây cũng chờ chở nè. Chuyến như là mấy tấn đá thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha. Mình sẽ quay về những cái ngành nghề liên quan đến ghe biển, ghe tàu cho các bạn xem. Mình có tập làm YouTube thôi. Các bạn có gì thông cảm với mình nha. Nhớ đăng ký nha, like. Rồi các bạn muốn hỏi gì mình sẽ giải thích cho các bạn. Nhớ bình luận nha. Cái này nó đổ khoảng, thì mình đoán thì đổ khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Cỡ 2 tiếng đồng hồ nữa rồi chắc nó đầy nó chạy đi rồi. Tới xà lan khác vô.
Rồi, cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh nha.